chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2020. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, bên lề phiên họp Quốc hội vào hôm qua, các đại biểu đánh giá cao chất lượng ngày đầu tiên tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, cho rằng các bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời đi thẳng vào trọng tâm, nắm chắc lĩnh vực theo dõi. Các bộ trưởng trả lời thì theo tôi là cũng đi thẳng vào vấn đề. Nếu so sánh với những cái kỳ họp đầu thì đi thẳng vào vấn đề hơn rất là nhiều. Và cũng đã thực sự là gì? Có một cái sự tương tác giữa đại biểu và các bộ trưởng, giữa các đại biểu với nhau. Rồi có hài lòng với câu hỏi đó hay không, với câu trả lời hay không, và đã trao đổi thì tôi thấy là hết sức là thẳng thắn. Và cái điều hết sức đáng ghi nhận là các đồng chí bộ trưởng, các đồng chí tư lệnh các lĩnh vực đó, thì trên cơ sở đó đã hết sức quan tâm đến quá trình chất vấn, cho nên nắm rất chắc những vấn đề mà đã được chất vấn lâu nay của từng lĩnh vực mình đang phụ trách. Tôi thấy một số lĩnh vực như là lĩnh vực thông tin truyền thông, cho nên là một lĩnh vực mà cũng đang rất cần nhiều cái hành lang pháp lý. Đồng chí bộ trưởng mới nhận nhiệm vụ mà rất cần nhiều hành lang, tôi thấy là đồng chí bộ trưởng trả lời rất là hay, nhiều vấn đề có thể được làm rõ được. Về cơ bản, các bộ trưởng và các trưởng ngành cũng đã đáp ứng được các yêu cầu của các câu hỏi được đặt ra. Tuy vậy thì cũng có một vài các nội dung thì có thể vẫn trả lời có thể là cũng chưa thỏa mãn lắm, bởi vì những vấn đề khó, ví dụ công tác xây dựng pháp luật là vấn đề khó, công tác thi hành án dân sự là khó. Ngày mai Quốc hội tiếp tục làm việc với phiên chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên chính phủ. Thưa quý vị, tối qua tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra vòng chung kết hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ năm 2020. Hội thi do Ủy ban Dân tộc của Chính phủ phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Tham dự chương trình có đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Trưởng ban Tổ chức hội thi; đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia hội thi năm nay có 9 đội đến từ các tỉnh thành phố miền Tây và Đông Nam Bộ: Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Nai, Bình Phước và đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Với các phần thi trắc nghiệm, thi tình huống, thi tiểu phẩm tuyên truyền, các đội đã mang đến những phần thi mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình với nội dung và hình thức thể hiện phong phú, sinh động, nhằm truyền tải nhiều quy định pháp luật gắn liền với đời sống của đồng bào các dân tộc. Thông qua hội thi thì tôi học hỏi được rất là nhiều về những cái chương trình, những mô hình mà những tỉnh bạn đã xây dựng hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số để có thể về địa phương mà áp dụng để có thể giúp cho bà con của mình ngày càng phát triển hơn và có thể xây dựng một cuộc sống ấm no hơn. Đây là một cái đợt để các cơ quan công tác dân tộc cũng như nhân dân, đại biểu nhân dân các dân tộc sinh sống ở khu vực miền Nam này có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi về văn hóa, văn nghệ, truyền thống cũng như các kinh nghiệm trong sản xuất làm ăn của đại biểu các tầng lớp nhân dân, các dân tộc sinh sống trong khu vực Nam Bộ. Sự thành công của hội thi đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở, người dân, cộng đồng dân cư về công tác giảm nghèo nói chung, giảm nghèo về thông tin nói riêng. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo, tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội. Hôm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ họp mặt kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ba Lan, 30 năm thành lập Hội Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh. Ba Lan là một trong những quốc gia sớm công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1950. Cũng từ đó, Ba Lan luôn ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam. Trải qua 70 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 4 tháng 2 năm 1950, ngày 4 tháng 2 năm 2020, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ba Lan đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước Ba Lan và Việt Nam trong những năm gần đây, Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Getwell khẳng định mối quan hệ hữu nghị Ba Lan-Việt Nam có truyền thống tốt đẹp hơn 70 năm qua và sẽ được duy trì mãi về sau. Trong đó có đóng góp của cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Ba Lan, đồng thời mong muốn Quốc hội hai nước Ba Lan và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam-Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh đã chúc mừng 102 năm ngày độc lập của Ba Lan.
Kỷ niệm 103 năm cách mạng tháng 10 Nga thành công, 7 tháng 11 năm 1917, 7 tháng 11 năm 2020, Quận ủy quận 12 tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, quận 12 có 58 đồng chí được trao huy hiệu từ 30 đến 70 năm tuổi đảng, trong đó đồng chí Lê Thị Sáu thuộc đảng bộ phường Tân Thới Nhất được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Đây là sự ghi nhận tôn vinh những đồng chí đảng viên có nhiều năm đóng góp cống hiến cho mục đích lý tưởng của đảng, cho độc lập tự do của dân tộc, hòa bình thống nhất cho đất nước, cho nhân dân. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân gia đình các đảng viên mà còn là niềm tự hào của đảng bộ quận 12, là những tấm gương tận tụy vì nước, vì dân, là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo. Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu những hoạt động đầu tiên thuộc Ngày hội Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin và Trí tuệ Nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 với chủ đề Trí tuệ Nhân tạo và Chuyển đổi số, Nền tảng và Giá trị mới. Được diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng 11, Ngày hội Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin và Trí tuệ Nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 bắt đầu bằng các hội thảo chuyên đề tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo, ứng dụng của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số tại Nhà văn hóa sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh để giúp các bạn sinh viên có niềm đam mê về trí thông minh nhân tạo có thể nắm thêm thông tin và có những trải nghiệm trực quan với trí thông minh nhân tạo. Cái buổi hội thảo này khá là bổ ích và ý nghĩa cho em vì em biết được cái ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vào tất cả những cái ngành khác nhau. Ví dụ gần đây nhất là về cái đại thảm họa Covid thì em thấy được trí tuệ nhân tạo có thể phân biệt được những bệnh nhân nào nhiễm Covid và những bệnh nhân nào không. Phiên chính thức của Ngày hội Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin và Trí tuệ Nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 sẽ được diễn ra vào sáng nay ngày 7 tháng 11 với các hoạt động nổi bật như chính thức giới thiệu chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030, công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn chương trình nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030 và lễ trao giải hội thi giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 11. Thưa quý vị, hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Asani ở vào khoảng 22,4 độ vĩ Bắc, 119,6 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Thưa quý vị, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Thị Thắng dẫn đầu đã đến thăm và trao tặng quà tại tỉnh Quảng Trị, tin do nhóm phóng viên theo đoàn gửi về. Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chính quyền và nhân dân thành phố luôn hướng về người dân miền Trung ruột thịt với tất cả tấm lòng, trao hơn 6 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai. Chúng tôi rất xúc động và chúng tôi xin cam kết với đảng bộ và nhân dân thành phố, món quà quý của thành phố sẽ được chuyển sớm đến hỗ trợ bà con nhân dân, đặc biệt là bà con bị thiệt hại nặng ở vùng lũ. Đoàn đã đến thăm và động viên 6 gia đình có người thân là liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả của mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị. Đoàn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ với sự mất mát và động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống và trao tặng mỗi gia đình 100 triệu đồng. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cứu trợ cho bà con tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Bình Định bị thiệt hại trong bão lũ vừa qua. Tin do nhóm phóng viên HTV gửi về. Tại thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, trong đợt bão số 9 vừa qua, nhiều nhà dân trên địa bàn xã bị tốc mái cùng với mọi người trong thôn. Em Phan Thành Đạt phụ giúp khắc phục sự cố thì bị té ngã, gãy tay và chấn thương toàn thân.
cứ nhà hôm bữa báo ngã đấy là dân quân đấy là đi kêu đi giúp dân đấy là đi sửa đi lại mái đó là không may là cháu lên cao dở đang dở nhưng mà mấy nhà đó là nó kéo sập sao không biết mà nó mưa nó nói sập biết sập xuống là cháu té xuống là nghe dừng nó giả thầu. Lúc đó mình không suy nghĩ, lúc mình cứ thấy người ta bị mình vô mình giúp người ta xong rồi lúc đó là tinh thần mình nói chung là không có sợ một cái gì hết, cứ thấy đi là mình đi giúp người ta rồi thôi chứ còn không có sợ gì. Thưa quý vị, sau những gì mà em Phan Thành Đạt đã chia sẻ thì quý vị có thể thấy rằng mặc dù hoàn cảnh gia đình còn rất là khó khăn, tuy nhiên đứng trước những sự nguy hiểm của cơn bão số 9 gây ra thì em Phan Thành Đạt cũng đã không quản ngại những nguy hiểm để cùng với lực lượng dân quân ở địa phương kịp thời đến với nhà dân và khắc phục những hậu quả do cơn bão số 9 gây ra. Đến giờ, bà Nguyễn Thị Hòa, ngụ thôn An Phú, xã Phú An, huyện Đắk Pơ, vẫn chưa nguôi nỗi đau vì mất đứa con trai út 29 tuổi, để lại vợ và con 3 tháng tuổi khi giúp nhà hàng xóm chồng chắn mái nhà rồi bị té. Trưởng ban dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hiệp đã đồng cảm và chia buồn sâu sắc đến gia đình. Thì rất mong là gia đình anh Hòa cũng như các cô bác anh chị đang gặp những khó khăn do thiên tai đối với địa phương của chúng ta đó, thì nhận những cái tấm lòng của người dân thành phố bằng những cái tình cảm rất là chân thành. Xin chúc anh Hòa và gia đình cũng mau chóng vượt qua cái nỗi đau mất mát, giữ gìn sức khỏe và lo cho những người đang sống để cùng với xây dựng gia đình là trước hết, rồi cùng với chòm sớm để làm sao cho đời sống của chúng ta ngày một nó tốt hơn. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các cái đoàn thể chính trị đã và các cái ngành chức năng đã kịp thời có những cái hoạt động cứu trợ đối với người dân bị thiệt hại. Đối với các cái hộ mà nhà bị sập thì chúng tôi cũng kịp thời là bố trí sắp xếp cái nơi ăn ở cho bà con để bà con là tiện trong sinh hoạt. Và bên cạnh đó thì cũng đã kịp thời xuất cái nguồn kinh phí từ cái quỹ cứu trợ tỉnh để giúp đỡ bà con là ổn định cuộc sống. Tối qua, đoàn đã di chuyển đến tỉnh Bình Định thăm hỏi và trao quà cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 9 gây ra tại huyện Tuy Phước, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 2 tỷ đồng, hy vọng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định sớm cứu trợ người dân các địa phương trên địa bàn, ổn định cuộc sống. Tổng công ty Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường và Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức khánh thành, trao tặng các công trình dân sinh, nhà tình nghĩa cho bà con tại vùng phên dậu biên cương. Tại thị xã Kiến Tường, Tổng công ty Thái Sơn đã khánh thành cầu dân sinh Bắc Chang 2. Cầu được xây dựng dài gần 60m, rộng 6,5m với kinh phí đầu tư hơn 7 tỷ đồng. Còn tại huyện Vĩnh Hưng, ba công trình gồm cầu nông trường, cầu kinh láng nhỏ và cống Thái Quang cũng đã được hoàn thành và bàn giao cho người dân, bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định với tổng kinh phí gần 2,3 tỷ đồng. Cùng ngày, Tổng công ty Thái Sơn đã khánh thành và trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Quốc Khánh và gia đình ông Nguyễn Minh Đông cùng ngụ xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng. Thị xã Kiến Tường và huyện Vĩnh Hưng nằm trong khu vực Đồng Tháp 10, là địa bàn biên giới tỉnh Long An. Kinh tế các địa phương chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đời sống một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Việc các công trình được hoàn thành và bàn giao đã góp phần hỗ trợ các địa phương nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tiếp theo là thông tin trên một số báo phát hành sáng nay. Dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đã trình Quốc hội có điểm mới là quy định cụ thể hơn về trách nhiệm người điều khiển phương tiện khi gây tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông là điều không mong muốn của các bên. Lỗi trong vụ tai nạn đều là lỗi vô ý, nhưng hành vi gây tai nạn mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn, không trình báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc không tham gia cấp cứu người bị nạn là rất đáng lên án, cho thấy thái độ bất chấp, coi thường pháp luật của người lái xe cần phải lên án và xử lý nghiêm bằng quy định pháp luật. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 của các ngân hàng thương mại cho thấy hơn 2/3 ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận khá tốt trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối mặt với dịch COVID-19. Thế nhưng, nợ xấu trong 9 tháng đầu năm, phần lớn các ngân hàng đều bắt đầu tăng nhanh. Theo các chuyên gia, đây là thực trạng chung của thế giới. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận tình hình nợ xấu năm 2020 rõ ràng tệ hơn năm 2019 và sẽ tiếp tục tăng, nên các ngân hàng cần phải cẩn trọng. Chi tiết trên báo Sài Gòn Giải Phóng.
Thưa quý vị, bắt đầu từ thế kỷ 16, khi các quốc gia châu Âu phát minh ra các phương tiện hàng hải và chiếm lĩnh thuộc địa, thì quá trình toàn cầu hóa đã bắt đầu và phát triển rất nhanh sau đó. Tuy nhiên, trong một năm qua, toàn cầu hóa đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cụ thể là dòng lưu chuyển một số hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia bị ảnh hưởng, tác động tới việc các doanh nghiệp phải đóng cửa, tình trạng thất nghiệp gia tăng, tiêu dùng giảm, dòng chảy hàng hóa và hoạt động sản xuất phân phối bị gián đoạn. Vậy thì quá trình toàn cầu hóa này có bị đảo ngược không? Nhìn ra thế giới ngày hôm nay sẽ có bài phân tích về vấn đề này. Thưa quý vị, số ca mắc COVID-19 mới gia tăng ở mức đáng lo ngại đã khiến một số quốc gia châu Âu phải tái áp đặt lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, hôm 30 tháng 10, Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn kêu gọi các nước Liên minh châu Âu EU không nên đóng cửa biên giới mà phải ưu tiên duy trì thông thương giúp nền kinh tế vận hành ổn định. Đây được xem là một trong những nỗ lực góp phần chống lại làn sóng thoái lui khỏi quá trình toàn cầu hóa chưa từng thấy trong lịch sử kinh tế thế giới. Từ thiết bị công nghệ cho tới sản phẩm tiêu dùng, hoạt động giao thương toàn cầu luôn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quy mô lớn và phức tạp. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã khiến việc đi lại vô cùng khó khăn, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, đe dọa quá trình toàn cầu hóa. Một ví dụ là Bangladesh đã thiệt hại 3,2 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm do số đơn hàng dệt may bị hủy, từ đó dẫn đến sự đình trệ của cả chuỗi cung ứng tại các nước khác. Xu hướng toàn cầu hóa đã nở rộ từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nhiều hiệp định thương mại được ký kết đã tạo điều kiện cho hàng hóa dễ dàng lưu thông giữa các nước. Giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2008 được gọi là thời kỳ hoàng kim của toàn cầu hóa, với tổng kim ngạch thương mại tăng từ 39 tới 61% GDP toàn thế giới. Thế nhưng, quá trình này đang ngày càng chậm lại sau khi trải qua 3 cú sốc liên tiếp. Đầu tiên là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, tiếp đến là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và gần đây nhất là COVID-19. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến một sự hỗn loạn sau đại dịch. Một số yếu tố của toàn cầu hóa vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng các xu hướng đối lập sẽ đan xen. Việc này có thể dẫn đến một nền kinh tế phân hóa theo khu vực và theo địa phương nhiều hơn. Vì giờ, các doanh nghiệp đã thấy được rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng của họ lớn đến thế nào. Cùng với quá trình toàn cầu hóa, Trung Quốc đã nổi lên như là công xưởng của thế giới. Thế nhưng, đại dịch đã khiến các nước nhận ra rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào một nhà cung cấp lớn. Sự đứt gãy chuỗi cung ứng cũng khiến các nước ưu tiên kinh tế nội địa nhiều hơn và tập trung phát huy các nguồn lực sản xuất sẵn có trong nước, báo hiệu làn sóng thoái lui khỏi quá trình toàn cầu hóa kiểu cũ. Một số chuyên gia lại cho rằng, COVID-19 chỉ là xúc tác làm trầm trọng và đẩy nhanh hơn sự phá vỡ toàn cầu hóa, vì từ trước khi đại dịch bùng phát, quá trình này vốn đã tồn tại nhiều bất ổn. Điển hình là một số nước đã điều chỉnh chính sách của mình như nước Mỹ trước tiên hay nước Anh giờ Liên minh châu Âu Brexit. Tình hình kinh tế khó khăn còn thúc đẩy làn sóng người lao động phương Tây đòi mang việc làm trở về các nhà máy trong nước, điển hình là tại Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc đem các nhà máy trở về không đảm bảo rằng việc làm sẽ trở về với người lao động. Đó là vì nó có thể sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tự động hóa và sử dụng máy móc trong sản xuất. Đại dịch COVID-19 đã khiến nền kinh tế siêu kết nối toàn cầu bộc lộ những lỗ hổng. Trong khi một số chuyên gia cho rằng quá trình toàn cầu hóa đang bị đảo ngược, thì lại có nhiều ý kiến cho rằng còn quá sớm để kết luận như vậy. Thêm vào đó, việc đánh giá lại rủi ro nhiều khả năng sẽ dẫn đến một phiên bản khác của toàn cầu hóa, đồng nghĩa với một sự sắp xếp mới, bền vững và hiệu quả hơn. Việc rút khỏi xu hướng toàn cầu hóa có thể giúp các quốc gia chống dịch tạm thời. Nhưng nếu xét về lâu dài, đa số các chuyên gia đều cho rằng những biện pháp như đóng cửa nền kinh tế, cắt giảm thương mại, dựng lên hàng rào bảo hộ đều sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế. Ngoài ra, nó còn tiềm ẩn rủi ro như xung đột chính trị hay gia tăng chi phí sản xuất. Nhà báo Thomas Friedman của tờ The New York Times cho rằng toàn cầu hóa sẽ tiếp tục diễn ra sau khi đại dịch qua đi, mặc dù sẽ có một số hạn chế đối với các hoạt động tự do trước đây. Xu hướng hợp tác và hội nhập quốc tế là khó có thể đảo ngược, nhưng các nước cần phải tái cơ cấu và sắp xếp lại bức tranh chuỗi cung ứng. Giáo sư Ian Goldin của Đại học Oxford thì khẳng định, đại dịch hoàn toàn không phải là sự kết thúc của quá trình toàn cầu hóa. Tôi cho rằng, nếu nói COVID-19 đánh dấu chấm hết cho toàn cầu hóa là hoàn toàn sai lầm. Rất nhiều khía cạnh của toàn cầu hóa thậm chí đã được thúc đẩy trong đại dịch, ví dụ như các dòng chảy tài chính, công nghệ kỹ thuật số, nghiên cứu khoa học và y tế giữa các nước để chung tay khắc phục đại dịch.
COVID-19 đã giúp các công ty nhận thấy tính rủi ro và đầy bất ổn của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, các chuyên gia nhận định xu hướng sẽ là thiết lập các nguồn cung ứng và chuỗi giá trị dày gần hơn, dễ kiểm soát hơn và tính đa dạng hóa cũng đòi hỏi phải cao hơn. Theo Harvard Business Review, áp lực vận hành hiệu quả, sử dụng vốn và năng lực sản xuất tiết kiệm sẽ là một bài toán khó. Thách thức đối với các công ty là làm cho chuỗi cung ứng linh hoạt hơn mà không làm suy yếu khả năng cạnh tranh. Đại dịch COVID-19 không chỉ bộc lộ những điểm yếu của toàn cầu hóa mà còn góp phần đẩy nhanh những quyết định đa dạng hóa nguồn cung và thị trường. Tương lai của nền kinh tế thế giới mới sẽ như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào khả năng xây dựng và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương toàn diện, sâu sắc và hiệu quả. Thế giới ngày nay đan xen và phụ thuộc lẫn nhau hơn nhiều so với một thập niên trước. Do đó, theo các chuyên gia, giải pháp cần thiết là củng cố liên kết dựa trên các hiệp định thương mại quốc tế, tăng cường thương mại điện tử và logistics để đảm bảo sự thông suốt của các dòng thương mại và đầu tư xuyên quốc gia. Theo nghiên cứu, nếu có sự di sở liên quan tới chuỗi cung ứng, thì ước tính khoảng 16-26% kim ngạch xuất khẩu sẽ bị dịch chuyển trong 5 năm tới. Ưu tiên giờ đây là tính toán lại hiệu quả kinh tế và phân tán rủi ro theo khu vực, xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt và đáng tin cậy, rút ngắn khoảng cách theo quy mô khu vực hóa thay vì bỏ toàn bộ trứng vào một giỏ. Ví dụ, Nhật Bản đang khuyến khích các công ty đưa hoạt động sản xuất mặt hàng có giá trị cao trở lại nước này và phân bố việc sản xuất các sản phẩm trọng yếu khác ở khắp Đông Nam Á. Một xu thế gần như chắc chắn là khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, sẽ vẫn là động lực lớn cho sự phát triển ở cấp độ toàn cầu. Các doanh nghiệp được khuyến khích số hóa và sử dụng các nền tảng trực tuyến, đồng thời thúc đẩy thương mại điện tử. Tại Mỹ, tần suất mua sắm trực tuyến tăng tới 14% đối với mọi danh mục hàng hóa và dịch vụ. Khảo sát tại châu Âu, Nhật Bản và Singapore cũng cho thấy tỷ lệ lớn người tiêu dùng khẳng định sẽ tiếp tục mua sắm trực tuyến ngay cả sau đại dịch. Các doanh nghiệp cũng phải hạn chế được rủi ro trong chuỗi cung ứng bằng cách đa dạng hóa nguồn cung hoặc dự trữ các nguyên liệu quan trọng. Ở cấp độ quốc gia, xu hướng được dự báo là các nước sẽ giao kết kinh tế nhiều hơn với những đối tác mà mình tin tưởng. Các giá trị nền tảng sẽ được đặt ở vị trí cao hơn trước đây mỗi khi xem xét lựa chọn đối tác kinh tế quan trọng, bao gồm thương mại công bằng, tôn trọng luật pháp quốc tế, hòa bình và phát triển bền vững. Sự đổi mới liên tục là cần thiết để tăng cường hiệu quả hợp tác toàn cầu, góp phần giảm thiểu chi phí và tối đa hóa lợi ích từ an ninh, phát triển bền vững, tăng trưởng của các nền kinh tế. Mặc dù việc xây dựng mô hình hợp tác đa phương mới không hề đơn giản, nhưng về dài hạn, các nước cần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế với rủi ro tương tự như đại dịch COVID-19. Chuyên mục Nhìn ra thế giới ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thế giới tiếp tục một ngày dài chờ đợi khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Tính đến 24 giờ đêm qua, vẫn còn 6 bang chưa công bố kết quả, gồm Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Nevada, Arizona và Alaska. Kết quả kiểm phiếu ở 5 bang chiến trường cập nhật đến 24 giờ tối qua theo giờ Việt Nam cho thấy ông Biden đang vươn lên ở 5 bang chủ chốt, nhưng cả hai ứng cử viên vẫn đang bám đuổi nhau sát nút. Bang Georgia sẽ kiểm phiếu lại do cách biệt giữa hai ứng cử viên quá nhỏ. Giám đốc Sở Ngoại vụ bang, ông Brad Raffensperger, ngày 6 tháng 11, cho biết khoảng cách giữa hai ứng cử viên chỉ khoảng 1.000 phiếu trên tổng số 5 triệu phiếu bầu của cử tri Georgia. Với cách biệt nhỏ như vậy, sẽ có một cuộc kiểm phiếu lại ở Georgia. Sự quan tâm của chúng tôi đến cuộc bầu cử rõ ràng đã vượt xa biên giới Georgia. Cuộc kiểm phiếu cuối cùng tại Georgia vào thời điểm này có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ đất nước. Bang Georgia có 16 phiếu đại cử tri. Kết quả hiện tại ở đây cho thấy ông Biden đạt 49,39% số phiếu, ông Trump đạt 49,37% số phiếu, cách nhau 1.098 phiếu. Cơ quan Bưu chính Mỹ USPS cho biết có khoảng 1.700 phiếu bầu qua thư được phát hiện tại các cơ sở xử lý phiếu bầu ở Pennsylvania trong hai đợt kiểm tra vào ngày 5 và 6 tháng 11. Số phiếu này đang được chuyển tới các quan chức bầu cử. Theo luật của bang thì phiếu bầu phải được tiếp nhận trong ngày 6 tháng 11 thì mới được tính là hợp lệ. Ngoài ra, cơ quan bưu chính Mỹ cũng phát hiện hơn 500 phiếu khác ở bang North Carolina vào ngày 6 tháng 11. Nhiều tờ báo và kênh truyền hình Mỹ loan tin, Sở Mật vụ Mỹ đã tăng cường các biện pháp bảo vệ ông Joe Biden khi ông chuẩn bị có tuyên bố quan trọng tại đây trong ngày hôm nay, tức ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương. Với sự tham gia của các mật vụ, việc bảo vệ ông Biden sẽ nghiêm ngặt hơn trong khi ông này tiến gần đến mốc 270 phiếu đại cử tri đủ để đắc cử tổng thống.
Tính đến 5 giờ sáng nay, ông Biden vươn lên dẫn trước ở bang Pennsylvania với cách biệt 14.700 phiếu, theo thống kê từ hãng tin ABC News. Ông Biden cũng tiếp tục giữ lợi thế tại bang Nevada với cách biệt 2%. Nevada hiện vẫn còn 130.000 phiếu chưa được kiểm, phần lớn là phiếu ở hạt Clark, nơi có thành phố Las Vegas. Còn tại bang Arizona, đương kim Tổng thống Donald Trump đang thu hẹp khoảng cách. Ông đang cách đối thủ đảng Dân Chủ khoảng 39.700 phiếu. Bang Arizona đã kiểm 94% số phiếu và còn khoảng 185.000 phiếu chưa được kiểm. Ở bang North Carolina, ông Trump dẫn trước đối thủ 1,4%, tương đương 76.700 phiếu. Tính đến sáng nay, trên toàn thế giới đã có hơn 49,3 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 1,24 triệu người đã tử vong. Châu Âu đang trở lại thành điểm nóng khi số ca nhiễm mới tăng cao. Ngày 6 tháng 11, người phát ngôn thuộc nhóm chuyên trách chống dịch của Mỹ cho biết nước này có thể đã đạt tới đỉnh dịch trong làn sóng thứ hai. Trong vài ngày qua, chúng tôi đã thấy số liệu lây nhiễm COVID-19 đi đúng hướng. Rốt cuộc thì chúng ta có thể thấy đỉnh của làn sóng thứ hai xuất hiện. Số ca nhiễm tiếp tục giảm, rất nhẹ, nhưng đang giảm. Ông Valethem cho biết đỉnh dịch của làn sóng thứ hai tại nước này có thể là ngày 27 tháng 10, khi Mỹ ghi nhận trên 22.000 ca mắc mới. Cũng trong ngày 6 tháng 11, nước Anh khởi động chương trình xét nghiệm diện rộng tại thành phố Liverpool. Người dân có quyền vọng sẽ được xét nghiệm dù họ có triệu chứng bệnh hay không. Đây là nỗ lực mới của chính phủ Anh trong việc sử dụng xét nghiệm để hạn chế lây lan. Nước Anh là nơi có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất châu Âu và đã phong tỏa toàn quốc từ ngày 5 tháng 11. Bộ Y tế Tây Ban Nha vừa thay đổi cách tính số ca mắc và tử vong vì COVID-19 tại nước này khiến số liệu tăng cao. Bộ này loại bỏ những trường hợp trùng lập và ghi nhận thêm các ca bệnh mà trước đây không được chẩn đoán mắc COVID-19. Trong ngày 5 tháng 11, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 368 ca tử vong và 21.900 ca nhiễm mới. Tuy nhiên, tình hình chung tại nước này có dấu hiệu khả quan lên khi tỷ lệ người mắc trên 100.000 dân giảm nhẹ. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc đang có chiều hướng diễn biến đáng lo ngại khi ghi nhận hơn 100 ca mắc mới trong ngày thứ ba liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu là do gia tăng những ca lây nhiễm tập thể theo cụm trên khắp đất nước. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc ngày 6 tháng 11 cho biết giới chức y tế nước này đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể số ca mắc COVID-19 mới từ các viện dưỡng lão và bệnh viện trên cả nước thời gian gần đây. Đáng chú ý, một số ca mắc mới cũng được xác định nguyên nhân lây nhiễm từ các cuộc gặp gia đình và bạn bè. Thành phố Seonan đã ghi nhận 88 ca mắc COVID-19 tại nhiều ổ lây nhiễm tập thể trong phòng xông hơi, quán rượu, trung tâm chăm sóc khách hàng. Trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19 từ ngày 7 tháng 11, Hàn Quốc sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo 5 cấp độ mới. Quay trở lại với thông tin trong nước, thưa quý vị, lễ trao giải và triển lãm cuộc thi ảnh khoảnh khắc phòng chống sốt xuất huyết do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã tuyên dương những tác giả có tác phẩm đoạt giải, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng và kêu gọi người dân tiếp tục phòng chống sốt xuất huyết. Triển lãm ảnh khoảnh khắc phòng chống sốt xuất huyết trưng bày 26 tác phẩm ảnh xuất sắc trong cuộc thi. Tác giả Võ Ngương Kiết đã xuất sắc vượt qua 871 tác phẩm khác để giành giải nhất với tác phẩm mang tên Thả cá diệt lăng quăng. Cuộc thi được đánh giá là đã thay đổi cách truyền thông phòng chống sốt xuất huyết hiện nay. Các bức ảnh trong cuộc thi đều tập trung vào ba chủ đề: diệt lăng quăng, diệt muỗi đốt và cộng đồng chung tay phòng chống sốt xuất huyết. Ban tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh khoảnh khắc phòng chống sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết đây là lần đầu tiên phát động cuộc thi ảnh với chủ đề diệt muỗi, diệt lăng quăng ngay chính ngôi nhà của bạn thông qua nhiếp ảnh. Phần cuối bản tin là một số gợi ý của chúng tôi nếu quý vị chưa chọn lựa được nơi nào nghỉ ngơi cùng gia đình vào dịp cuối tuần này. Vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Kính chào tạm biệt.